12. What does your father do? Vocabulary. Hello, students. I'm Nick. Welcome to our new vocabulary lesson. In the last lesson, we learned about jobs. In today's lesson, we're going to continue the topic about jobs and working places. The words today are clerk, office, field, factory, hospital. Are you ready? Let's go. Clerk. The first word is clerk. A clerk works with documents in a shop or an office. It is not an easy job because a clerk must work with many documents. A clerk also works with computers, telephones, and notebooks. Now listen. Clerk. Clerk. It's spelled C-L-E-R-K. Clerk. Lisa is a clerk. She can read and type very fast. She is a good clerk. Now, repeat after me. Clerk. Office. The next word is office. An office is a room or a building where people work. This is an office. In the office, you can see many chairs, desks, computers, books, and papers. A clerk can work in an office. Listen. Office. Office. It's spelled O-F-F-I-C-E. Office. Where does your mother work? Does she work in an office? My friend works in an office. She sometimes works on Saturdays. Now repeat after me. Office. Field. The next word is field. A field is an area of land. On a field, people grow fruits and vegetables or raise animals. Farmers work in a field. Listen. Field. 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 It's spelled F-I-E-L-D. Field. In a field, children can fly kites. Do you like flying kites in a field? Have you ever seen a rice field? Now repeat after me. Field. Factory. The next word is factory. A factory is where things are made or put together. There are many kinds of factories, like a food factory, a shoe factory, a car factory. Workers work in factories. Listen. Factory. Factory. It's spelled F-A-C-T-O-R-Y. Factory. Nowadays, many people work in factories. My friends work in factories. Does your father work in a factory? Now repeat after me. Factory. Hospital.
The last word for today is hospital. A hospital is a place you can go if you feel sick. Doctors and nurses work in hospitals. Look at this hospital. It's so clean and modern. Now, listen. Hospital. Hospital. It's spelled H-O-S-P-I-T-A-L. Hospital. Where does your father work? He works in a hospital. He's a doctor. Where does Miss Mai work? She works in a hospital. She's a nurse. Now repeat after me. Hospital. And now our lesson is almost over. Do you remember the words we learned today? They are clerk, office, field, factory, hospital. I hope you enjoyed today's lesson. See you next time. Goodbye. Cô Minh Thương xin chào các em. Hi everyone, I'm Nick. Các em thân mến, trong bài học trước các em đã được hướng dẫn cách hỏi về nghề nghiệp của ai đó. Chắc hẳn các em còn nhớ để hỏi về nghề nghiệp của ai đó, chúng ta có hai cách hỏi tương tự nhau, đó là What does he do? Or what's his job? Đúng rồi. Ngày hôm nay, các em sẽ được hướng dẫn mẫu câu hỏi cũng liên quan tới nghề nghiệp nữa đấy. Cùng chờ đón xem chúng là gì nhé. Unit 12. What does your father do? Lesson 2. Mẫu câu hỏi mới trong bài học ngày hôm nay là gì nhỉ? Thầy Nick ơi, thầy có thể giới thiệu với các bạn học sinh được không? That is, where does he work? Or, where does she work? Những câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi là where, để hỏi về địa điểm. Cụ thể, đây là câu hỏi về địa điểm làm việc của một ai đó. Như vậy, ngoài việc hỏi xem ai đó làm gì, chúng mình có thể hỏi về địa điểm làm việc của người đó nữa. Các em nhớ nhé, để hỏi xem một ai đó làm việc ở đâu, chúng ta sử dụng mẫu câu hỏi Where does he work? Câu hỏi này có nghĩa là ông ấy hay anh ấy làm việc ở đâu vậy? Where does she work? Câu hỏi này có nghĩa là bà ấy, cô ấy hay chị ấy làm việc ở đâu vậy? Bây giờ các em hãy tiếp tục nghe thầy Nick hướng dẫn cách trả lời câu hỏi nhé. To answer the question, you say he works in plus place of work or she works in plus place of work. For example, he works in a factory. She works in a hospital. Pay attention to the verb works in these sentences. Cảm ơn sự hướng dẫn rất chi tiết của thầy Nick. Các em đã biết cách trả lời câu hỏi về nơi làm việc của một ai đó chưa nhỉ? Để nói ai đó làm việc ở đâu, chúng ta nói He works in cộng với nơi làm việc hoặc She works in cộng nơi làm việc. Và các em hãy chú ý tới dạng thức của động từ work ở đây nhé. Đi sau he và she, động từ works sẽ kết thúc bởi đuôi s. Some common places for work are a hospital, a factory, a field, or an office. Như vậy, chúng ta sẽ nói in a hospital, in a factory, in a field, in an office. Các em chú ý nhé, với từ office, chúng ta sẽ sử dụng cách diễn đạt in an office. Where does your sister work, Thương? She works in a hospital. Where does your brother work, Nick?
He works in an office. In informal conversations, we can shorten the sentence by taking away he or she works. For example, in an office, instead of saying the full sentence, he works in an office. Đúng rồi các em ạ. Để trả lời xem ai đó làm việc ở đâu, thì thay vì chúng ta nói một câu đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể nói những cụm từ chỉ địa điểm làm việc của một ai đó. Bây giờ các em hãy theo dõi một số ví dụ nhé. Where does your brother work, Nick? In an office. Where does your sister work? In a hospital. Trong phần tiếp theo của bài học, cô mời các em cùng xem một đoạn phim ngắn để xem các bạn hỏi nhau về nơi làm việc của các thành viên trong gia đình mình nhé. I have some questions for you now. Do you have time? Yes, I do. Where does your father work? He works in a factory. Oh, is your father a factory worker? Yes, he is a worker. How about your mother? She is a nurse. She works in a hospital near our town. What does your brother do? He is a clerk. Where does he work? In an office. His office is in the city. Thanks for your answers. You're welcome. Các em thấy không? Hỏi và trả lời về nghề nghiệp của một ai đó không khó một chút nào nhỉ? Các em hãy luyện tập thêm cùng với bạn bè của mình nhé! Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Goodbye! See you again!